Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh chân thật bất hư. Vạn Phật thành ngày 17 tháng 4 năm 1983. Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là đoạn dâm, đoạn sát, đoạn thâu, đoạn vọng, nghĩa là dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối. Bốn điều đó tương quan rất chặt chẽ với nhau. Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và cũng dễ dàng phạm giới thâu, tức là ăn cắp, và giới vọng ngữ, tức là nói láo. Bởi vì phạm giới dâm thì sát, đạo, vọng đều đã bao gồm trong đó rồi, cho nên tuy chia làm bốn nhưng hợp lại mà nói thì là nhất thể. Phật thật là vô cùng từ bi, hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta hết sức rõ ràng bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Tuy nói rõ như vậy nhưng có người lại không tin. Không phải chỉ có một số người không tin mà thôi, trong đó những kẻ không tin lại là những học giả, những vị giáo sư, những kẻ xuất gia không giữ giới luật. Những người đó không có niềm tin nên không có cách gì cải thiện, cũng không có cách gì để bài trừ cái gốc tà kiến của họ được, bởi vì những điều hiểu biết sai lầm của họ đã chằng chịt thâm căn cố đế, làm cho họ mất lòng tin và công nhiên cho rằng kinh Lăng Nghiêm là giả tạo. Trong các bộ kinh mà Phật nói ra, kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh hết sức trọng yếu. Dù cho các vị học giả, giáo sư, những kẻ không giữ giới luật, cho đến những kẻ dùng đủ thứ thần thông hiện ra 18 phép biến hóa, tới nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm là giả đi nữa, thì tôi cũng không tin được. Tại vì sao? Bởi vì kinh Lăng Nghiêm dạy đạo lý hết sức chân chính, chỉ căn bệnh của chúng sinh hết sức rõ ràng, đó là vô minh tội nghiệp. Kinh này chính là đối bệnh cho thuốc, là lời khuyên răn rõ ràng nhất. Song người ta không ai muốn uống thuốc đắng, mặc dù thuốc hay thì quá đắng, khó mà chịu nổi. Nên dù có bậc thầy thuốc giỏi đưa toa thuốc ra thì họ cũng vất đi không dùng, nói rằng thuốc chẳng có hiệu lực gì, rằng thứ thuốc này chỉ để lừa người ta. Như vậy đúng là tự mình lừa mình và tự lừa người khác, tự mình làm hại mình rồi hại người khác vậy. Bởi vậy cho nên những kẻ không hiểu biết cứ chạy theo những người này, nói rằng có những vị học giả danh tiếng như vậy, có những nhà giáo sư nổi tiếng như kia, hoặc có những vị đại pháp sư có tên tuổi như nọ, nói rằng kinh Lăng Nghiêm này là giả, rồi họ chạy theo những người đó như những kẻ đuôi đi theo những người mù, cùng nhau kẻ sướng người họa. Người ta nói làm sao thì họ nói làm vậy, do đó rốt cuộc tà thuyết đầy rẫy. Nếu thật sự đúng như vậy, tức kinh Lăng Nghiêm là giả, thì các vị trong Phật giáo không cần phải giữ giới luật làm gì, cũng không cần nghe bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh này làm gì, và cũng không cần biết đến 50 thứ ấm ma là ra sao, tất cả mọi thứ đều nhất tề vứt bỏ hết. Các vị thử nghĩ coi, loại người như vậy thật là ác độc vô cùng. Nếu những người như thế đó mà không bị xuống địa ngục cắt lưỡi thì thật là không còn công lý gì nữa. Mới đây tôi có nói đến một em bé bị bệnh thần kinh. Em này có bệnh tâm lý biến thái, hành vi quái dị, toàn thân đều có bệnh. Đứa bé này sở dĩ bị bệnh là vì kiếp trước đã từng hủy báng kinh điển Đại Thừa, tạo nên tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Bây giờ sinh ra làm người phải chịu quả báo như vậy. Đó cũng là vì loài người chúng ta không hiểu đạo lý, lại còn tự cho mình là hay, là giỏi, rồi công nhiên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, còn trợn tròn mắt mà nói láo. Hành động như vậy thật là mất hết lương tri, lương năng, làm cho bản hữu trí tuệ của mình bị hủy diệt đi, thật là đáng thương thay. Bởi những kẻ hủy báng kinh điển Đại Thừa đó đã dùng tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý tạo ra đủ thứ ác nghiệp, nên khi họ sinh làm người thì thành những kẻ mắc bệnh tâm lý biến thái, trở nên vô tri, vô giác, đến khi thọ ác báo rồi lại còn cho rằng mình là hay, là giỏi lắm. Chúng ta không nên dùng cái thông minh giả của mình mà hủy báng lời Phật. Nào là những kẻ rất có tâm tiếng, nào là những nhà học giả chữ danh, nào là những vị giáo sư uyên bác, nào là các vị pháp sư nổi tiếng. Một khi họ nói ra lời hủy báng Phật Pháp, thì vô hình chung, lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến trăm ngàn vạn ức, vô lượng vô biên người khác, khiến cho những người đó
đánh mất đi lòng tin chân chính. Cho nên các vị thấy tạo ra tội nghiệp như vậy không phải là tai hại vô cùng sao? Trăm ngàn kiếp về sau họ sẽ đầu thai làm kẻ thọ quả báo, trở thành những người câm bởi vì họ làm hại chi kiến của kẻ khác, nói lên những lời khiến kẻ khác hiểu lầm đạo lý, như thế thật là vô cùng nguy hại. Các vị hãy nghĩ coi, vì sao những người đó cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? Là bởi vì họ không thể làm được bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Không dâm dục thì họ không thể làm được, không sát sinh thì họ cũng chẳng làm nổi. Không trộm cắp thì ở trên bề mặt có thể nói rằng họ không trộm cắp, nhưng thực sự có rất nhiều học giả, giáo sư thường lấy trộm văn chương của học sinh hay của kẻ khác rồi vá víu lại để làm của mình. Nếu đem vật sở hữu của kẻ khác mà làm của mình thì đó chính là trộm cắp vậy. Nếu một ngày nào đó mà họ nói những lời lừa dối học sinh thì ngày đó họ đã nói láo rồi. Đương nhiên không phải tất cả những vị học giả và giáo sư đều như vậy. Song ở trong hàng ngũ những người đạo đức luôn luôn có vô số những kẻ gian dối tác hại. Bởi vì không làm được bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh đó nên họ sợ hãi và không thể chấp nhận lý luận trong kinh được. Nếu họ chấp nhận lý luận của kinh thì họ không thể tồn tại và dĩ nhiên họ sẽ mất đi địa vị của mình. Nhưng họ lại không muốn như vậy nên mới làm trái với lương tâm, mới nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. Khi có ý nghĩ như vậy là họ đã phạm tội lớn tày trời. Khoát đạt không bát nhân quả, mãng mãng đãng đãng chiêu ương hỏa. Nghĩa là phủ nhận hết mọi thứ, bác bỏ luật nhân quả thì tự chuốc lấy tai ương. Trong tương lai họ sẽ thọ lãnh quả báo đọa địa ngục vô gián, lúc đó họ có hối lỗi thì không còn kịp nữa. Ha ha ha,